Xin mời tất cả các nghệ sĩ Thanh Toàn, Võ Ngọc Quyền, Nguyễn Văn Hợp, Hoài Minh, Phú Yên, Đông Nguyên, Tấn Lực, Tấn Đạt, Triều Phiên Vĩ, Nhật Anh Dương, Trang Quốc Dương và Khánh My cùng bước lên sân khấu với ca cảnh Tâm Dương Tên. Xin cho chào các trai để chào đón tất cả các nghệ sĩ Văn Trang Có Nhạc lần thứ 8. Dương mang lấy kiếp
cầm ca thăng trầm mấy đôi nhưng lòng vẫn đau dài đây mai đó người ơi màn nhung khép lại đời tôi nhìn xin chi ơn sân khấu hôm nay mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Sân khấu hôm nay mãi
khấu hôm nay mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay để mở đầu chương trình Vầng Trăng Cô Nhạc lần thứ 8. Dạ, xin chân thành cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Dạ, thưa bà con, để tạo thêm phần không khí được hấp dẫn thì mỗi câu dòng cổ hay dứt bài ca thì Minh chỉ xin bà con cho tràng pháo tay để nghệ sĩ có tạo thêm một niềm phấn khởi để hát cho nó hay và cho sung hơn nữa. Đúng bà con? Dạ, đó, vậy đó. Cảm ơn bà con rất nhiều. Dạ, để mở đầu chương trình tiếp theo là xin mời bà con hướng mắt nhìn về sân khấu xem nữ nghệ sĩ trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Khánh My. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho phép Khánh My xin gửi đến tất cả ông bà cô bác một lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, Khánh My con xin gửi đến tất cả ông bà cô bác một nhạc phẩm được mang tên Quê Hương Ba Miền. Non nước khu tình Ba Miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm và
Chân thành cảm ơn người mở đầu chương trình bằng chân cô nhạc Khánh My. Để tiếp tục chương trình, xin mời bà con hãy hướng mắt nhìn về sân khấu xem một chàng hot boy của đường đến dân ca giọng cổ, nam nghệ sĩ Tấn Lực. Xin cho chàng vỗ tay để chào đón Tấn Lực. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép con Tấn Lực xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị em đã có mặt trong buổi tối ngày với mẹ miếu bà tối ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên con được hữu duyên khi được bầu sơ thanh minh giới thiệu về đây hát. Đây là lần đầu tiên con về đây hay hát. Thì con rất mong được sự ủng hộ cho tất cả các anh em nghệ sĩ tối hôm nay được không ạ? Dạ, con xin cảm ơn. Và sau đây con xin hát một bài tân cổ về lại Quan Âm. Bao năm rồi ngược hồng trần vui buồn khổ hằng, bao lần đắng cay nương về tam bào Như Lai. Quan Âm mẹ đồ con về lại Quan Âm, bao tháng năm không trần thế nhân, từ sanh đắng cái bao lần con chánh niệm tu hành khuya sương, nói gương lành Quan Thế quằn vai gánh nặng nay gặp ân sư khai ngộ pháp Di Đà. Dừng bước nghiệp duyên nơi chốn ta bà, diệu pháp liên qua phổ môn thể hiện, năng cảm chúng hữu tình rực sáng bình minh, sưởi ấm tâm hồn băng giá vô minh, bát nhà hoa khai nhàn vui trong tình đồ, giọt nước cành dương ngát nồng hương giá cổ, trời đất qua lưu ly minh ngọc sáng ngôi chùa. Thank you.
độ thế, thiên nhãn quang minh chiếu sáng lối con về. Gieo duyên chí hạnh, dù ai xuôi ngược ngàn phương, Quan Âm mẹ đồ dạ thì cũng do trục trặc âm thanh, nói chung là cái gì nó cũng có một cái sự sơ suất, mong bà con thông cảm với cho mấy anh YouTuber làm ơn cắt cái khúc này giùm em. Dạ hôm nay mình cũng phải nói là rất là hãnh diện, mình cũng không ngờ tính gần 20 YouTuber để quay chương trình Phần Chân Câu Nhạc lần thứ 8 này, thiệt là mình vô cùng là cảm động luôn á. Xin chân thành cảm ơn và cúi đầu chào các anh YouTuber rất nhiều và rất nhiều. Các anh đã đem đến những thước phim hay là những cái lời ca tiếng hát cho những bà con mà không có thể đến xem chương trình Phần Chân Câu Nhạc tại đây. Chương trình mai mốt mà có những chương trình lớn gì đó là mình sẽ liên hệ với mấy anh này để mấy anh truyền bá lại cho bà con coi. Cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Thưa bà con, theo thông lệ á, thì chương trình Phần Chân Câu Nhạc á, mình không nhận bất cứ một bài ca hát nào của những người khán giả tại chương trình nghệ sĩ rất là nhiều, nhưng đây cũng là một nữ doanh nhân, hàng năm chị về đây chị cúng năm mẹ, thì chị cũng là một nhà tài trợ cùng hợp tác với Minh. Năm nào chị cũng phối hợp với một nam nghệ sĩ mà gọi trong giới nghệ thuật người ta thường nói là đôi tình nhân sân khấu. Đó là ai? Nữ doanh nhân Kim Chi và chàng hot boy xứ dừa Đông Nguyên. Dạ, ngày xưa thì có Vũ Linh với Tài Linh là đôi tình nhân sân khấu, còn hôm nay là có Kim Chi và Đông Nguyên. Cảm ơn anh Bầu. Con giới thiệu đi, con rung lắm. Kính thưa tất cả quý vị, thì ngày hôm nay Đông Nguyên cũng rất là vui được quay trở về đây để hát chương trình Phần Chân Cổ Nhạc. Và cô Kim Chi và Đông Nguyên cũng xin gửi tặng tất cả quý vị một bài hát hết sức là quen thuộc và dễ thương được mang tên Lá Trầu Xanh. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Kim Chi kính chúc cả nhà ở Phước Tân và những người nơi xa đến đây, Kim Chi chúc mạnh khỏe, bình an và thật nhiều may mắn ạ. Thank you.
để em quay về thờ thần nhớ thương. Trầu nặng gánh hay nặng tình em thương nhớ. Anh phụ em rồi anh không đơn nữa, để phiên chở buồn làm heo qua lá trầu xanh. Qua thu rụng tơi bời bên bờ sông lạnh, em đem bao lá rụng một ngày thu tàn hiu quạnh. Khung trời mưa buồn buông lạnh, ngỡ ngàng đứng bên đống rào. Nhà anh đang nói cười rộn ràng, em hỏi thăm hay được ngày tân hôn. Vui mừng tân hôn của anh với người mến thương. Thôi rồi lỡ làng nợ duyên, áo em lê sầu thắm quen lỡ câu mong đợi. Mong đợi còn chi tiếng thề ai hân. Lời đón phải xin đừng quên nhau. Trời hội thấy cành gai mắt trai tay, những chân muốn bước ra còn không ở lại. Trời ơi nỗi xót thương của một người con gái 18 xuân xanh đã mang mối tuyệt tình. Cảm ơn cha nội của Kim Chi. Cô tặng con trên đường về lê trái bước chân quê, trên bến cũ bóng đò sao vắng bóng. Đói sao không xót thương một người vô vọng, mà dối vàng tách bên sang ngang. Rụng lá là tình anh hết rồi. Mưa hay lẻ tới hoài chân mang, sắc pháo hồng ngàn sắc lá tung bay. Mưa rơi lạnh buốt lung trời, anh phụ em rồi em còn biết tình ai. Kim Chi và đứa cháu Đông Nguyên cảm ơn những quà thân thương. Và xin cảm ơn tất cả rất nhiều. Và xin cảm ơn tình yêu thương của cô dành cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ, cũng như là yêu mến cải lương, có thể dành cho cô Kim Chi một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn đôi tình nhân sân khấu Kim Chi, Đông Nguyên.